Không biết trong giây phút này chị Mỹ Tâm có lời chúc nào dành tặng tất cả khán giả không ạ? Chúng ta đây là một người thân rất là đẹp, các bạn biết không ạ? Chúng ta sẽ chuyển có một năm mới thật an khang và thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Happy New Year! Và các bạn thân mến, hãy cùng đến vượt với chúng tôi đi ạ. Sẽ chỉ còn vài giây thôi để cùng đến với năm đặc biệt này, 88 năm ra đời của Tiger. 14, 13, 5, 4, 3, 2, 1. Xin được chào mừng 88 năm của Tiger cùng với trên sân sẽ chúc bạn lên. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Xin được chúc mọi điều an lành cho tất cả quý vị. Một năm 2020 với những lời chúc phát lòng, những điều tươi vui đến với tất cả khán giả của thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn hãy nhớ rằng luôn luôn thưởng thức Tiger và có trách nhiệm các bạn nhé. Happy New Year! Happy New Year!